Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang đứng tại Hòn Gai thuộc Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và địa điểm Minh Toàn đang đứng ở đây là một cái chợ và bến tàu thuyền cá. Mà thường thường khi mà chúng ta đi chợ mua hải sản để mà ăn thì có cái chợ nó ở xa xa đầu kia chút, cách khoảng 500m. Chỗ so với Minh Toàn đứng ở đây, nó nằm cạnh đằng sau cái khu Vinhome của Vinhome Plaza của Hạ Long. Đấy là cái chợ đấy, thì là cái chợ đấy là cái chợ hải sản mà có thể nói là rất là nhiều hải sản tươi ngon. Và nếu mà quý vị và các bạn chúng ta đi chợ đấy mua hải sản thì sẽ được những cái hải sản mà phải nói tuyệt vời của vùng đất Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn cũng đang đi quay vlog để gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về Hạ Long. Và đặc biệt hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một số hình ảnh thú vị về phía Hòn Gai. Như quý bà con cô bác biết là ở phía xa xa kia là có cái nhà màu trắng trắng ấy. Nhà màu trắng trắng đấy là màu hình một con cá heo hay là cá voi gì đấy. Đấy là cái nhà đấy là nhà triển lãm. Thì Minh Toàn cũng sẽ gửi đến quý bà con cô bác. Đấy là một trong những cái thú vị mà của Hạ Long. Bây giờ xin kính mời quý bà con cô bác chúng ta hay cùng Minh Toàn đi khám phá ở khu Hòn Gai này nhé. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy trước mặt là cái khu công viên. Mà công viên này nó nằm đằng trước khu Vincom Plaza của Hạ Long. Và tuyến đường này là một trong những tuyến đường đẹp nhất nhì ở Hòn Gai. Hiện tại là cũng là không phải mùa du lịch nên mà quý bà con cô bác không thấy nhiều cái du khách du lịch về với Hạ Long. Rồi đằng trước chúng ta có một căn biệt thự rất là đẹp. Đây, căn biệt thự này đẹp, trang chủ rất là đẹp quý bà con cô bác ạ. Ở đường này thì tập trung rất là nhiều cái quán nhậu, nhà hàng, quán nhậu. Đây, như quý bà con của bác thấy là một số cái khách Tây vẫn về đi du lịch ở tại Hạ Long ở đây. Và đây là một số cái núi, hòn núi mà chỉ là một số thôi, nằm cạnh biển, được các bạn trẻ về đây để lưu lại những hình ảnh kỷ niệm rất là nhiều. Trước chúng ta là một cái dãy nhà liền kề. Minh Toàn xin phép đi rẽ phải vào đây để có một số cái hình ảnh, một số cảnh quan rất là đẹp để gửi đến quý bà con.
Đây, như quý bà con thấy ở Hạ Long bây giờ phát triển rất là mạnh luôn, các cái nhà hàng, khách sạn như thế này chẳng khác gì là đi giữa trời Tây. Wow, có con máy bay gì đây? Mình toàn xin dừng ở đây và sang quay một số hình ảnh để gửi đến bà con nhé.